Xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một loại ngũ cốc mới mà mình vừa mới tìm được. Thật ra nói mới thì cũng không hẳn, mà nó là một loại ngũ cốc nội địa chung mà mình tìm được, một trong số rất là nhiều loại mà đã xuất hiện gần đây. Lý do mình chọn nó là tại vì nó đẹp, các bạn thấy đó, nó rất là bắt mắt, nhìn cũng xinh nữa. Và một điều đặc biệt là nó có sữa chua, mình cực kỳ là thích cái miếng sữa chua vô khô của ngũ cốc nội địa chung. Khối lượng của gói này là nửa ký 500g và giá hình như là tầm trên dưới 100.000. Đây là toàn bộ thông tin của sản phẩm. Đối với mình thì những cái thông tin này, đa số ở những sản phẩm nội địa chung nó đều xem giống nhau. Quan trọng là chúng ta xem là ngày sản xuất, hạn sử dụng và cái năng lượng, cái mức năng lượng nạp vào để mà mình có thể cân đối một cách hợp lý. Các bạn có thể thấy ở trên cái bịch nó bị lủng một cái lỗ, thì đó là lý do mà có video ngày hôm nay. Lưu bị của mình nó lại đục cái bịch ngũ cốc của mình nữa. Mong là đây sẽ là một chiếc video ngắn thôi. Mình nghĩ là khi mà các bạn xem một con heo ngồi ăn một gói ngũ cốc 10 phút, mười mấy phút đồng hồ thì nó vừa tốn thời gian vừa không có ý nghĩa gì. Mục đích chung mình cũng chỉ muốn mang đến với các bạn một cái sản phẩm mới. Chúng ta sẽ cập nhật với nhau về giá tiền, chất lượng sản phẩm. Như vậy thôi là được rồi, đúng không? Để các bạn có thể có những lựa chọn hợp lý hơn. Thì đây là một cái sản phẩm khá là đẹp, cả bên trong lẫn bên ngoài, nội thất lẫn ngoại thất. Mình rất là ấn tượng với những cái miếng sữa chua ở trong này. Các bạn có thể thấy nó bự và nó nhìn có vẻ rất là mềm. Cái miếng chuối này cũng ngon nữa nè. Còn đây là nhân vật mềm nhất. Các bạn nhìn xem đây giống TVC quảng cáo của cái sản phẩm nội địa chung này không? Nhưng mà không ai quảng cáo một cái sản phẩm có thể đổ nó có thể rất là chả như vậy được. Nói chung là không phải đâu, cái này là mình tự tìm, mình thấy hay và mình mua về để quảng cáo cho các bạn, giới thiệu đến mọi người thôi, chứ thực ra là mình không có được một đồng quảng cáo nào hết trơn. Các bạn hay hỏi mình là mình mua sản phẩm này ở đâu này kia, thì thực chất là mình tìm nó ở trên các trang thương mại điện tử và những trang gom order, những cái group order trên Facebook khá là nhiều. Và đối với những sản phẩm mà hơi hot một tí á, thì các bạn vẫn nên lưu ý cố gắng tìm một shop hàng chuẩn để không mua phải hàng loại 1, 2, 3, 4 loại N nha. Rồi nhìn cái mỏ ăn ghét không kìa, rồi cái mỏ món miếng. Mọi người hay nói với mình là tụi mình món, mỗi lần mình ăn nhìn nó kỳ lắm, nhìn nó đưa từ cái hàm bên này sang cái hàm bên kia. Và quan trọng là cái góc quay hôm nay của mình làm cho cái mặt của mình nó bư như một con heo, nhưng mà thực tế thì mình cũng đã như một con heo rồi, nên là thôi kệ, không sao hết. Mong là mọi người xem video sẽ có một ngày thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng, và khi các bạn nhìn mình ăn thì các bạn sẽ có động lực để giảm cân nha. Nãy giờ nhiều chuyện mà mình quên nói mất là review về ngũ cốc của mình là chính, đúng không? Thì ngũ cốc này khá là ngon, ăn rất là giòn và ngọt, mặc dù bị lưu bị đục một lỗ nhưng mà lúc mình ăn thì nó vẫn giòn, cảm giác như nó không bị xìu. Sữa chua của nó thì khỏi nói rồi, vừa giòn vừa ngon, khá ngọt nhưng mà không bị gắt quá. Các loại trái cây ăn cũng hợp lý, không có cảm giác mà bị ôi ôi như kiểu nó hơi bị mốc mốc như là một số loại trước đây mình đã từng thử. Những cái bánh vòng này thì hoàn toàn là tinh bột, nhìn rất là dễ thương nhưng mà ăn cũng vui. Còn có ốm hay không thì mình không biết. Nói chung trên thang điểm 10 thì mình sẽ cho sản phẩm này tầm 7-8 điểm. Nếu như mà các bạn hỏi là ngũ cốc này có thể ăn được vào buổi sáng không, buổi trưa không, buổi tối không, có thể dùng để giảm cân được hay không, thì ok, ngũ cốc này ăn ngon nhưng mà tùy vào chế độ ăn của các bạn, mà các bạn có thể sử dụng nó vào những cái bữa ăn hợp lý và sử dụng một cái định mức theo cái chế độ ăn riêng của mình nghe. Đây mình cố tình quay cái chén đó, bỏ thêm một bông hoa hướng dương vào đây để cho nó giống TVC quảng cáo, kiểu xinh đẹp nhẹ nhàng, không phải là một sữa sắp đặt đâu, nhưng mà nó là một sữa sắp đặt nhìn rất là đẹp nha. Mấy cái miếng sữa chua nó là cái điều ấn tượng nhất đối với mình, và ăn rất là ngon và nó khá nhiều. Một bịch sẽ tầm 10 viên sữa chua chứ không phải là 2-3 viên như một số loại khác. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa, và nhớ cái chuông nghe để không bỏ lỡ video của mình mỗi khi mình ra video mới. Và cảm ơn các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã chịu đựng được cái tính dở trời của mình. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những video tiếp theo nha.